chào tất cả quý anh chị em bạn bè là trở lại với kênh của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Vâng, lần đầu tiên cho phép em Miền gửi lời cảm ơn sâu sắc thắm chân tình quý anh chị em bạn bè, cô dì chú bác xa gần đã luôn đồng hành ủng hộ xe máy Thanh Đoàn trong suốt thời gian qua. Và hy vọng trong suốt thời gian tới mọi người cũng sẽ luôn bên yêu thương xe máy Thanh Đoàn và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn. Và trước tiên cho phép em Miền gửi lời cảm ơn sâu sắc thắm chân tình quý anh chị em bạn bè luôn đồng hành và ủng hộ. Mặc dù cái Tết cũng cần kề, anh chị em bạn bè cũng tất bật với nhiều nỗi lo về công việc cũng như là chuẩn bị cho ngày Tết, nhưng mọi người vẫn không quên thời gian xuống đây xem xe ủng hộ em Miền. Và ngày hôm nay một ngày nói chung là những ngày đếm ngược cuối cùng của năm thì xe máy Thanh Đoàn vẫn chốt được 10 chiếc xe. Không biết nói gì hơn, chỉ biết lời cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Còn nếu anh chị em bạn bè đang vẫn có ý định mua xe cũ thì đừng quên địa chỉ số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn 0967424911, gặp trực tiếp em Miền để được tư vấn kỹ hơn nhé. Vâng, và đầu tiên trước màn hình của quý anh chị em bạn bè Miền ngày hôm nay sẽ review một chiếc xe ex mới kênh, một chiếc xe phải nói là độc lạ và rất chi là đặc biệt luôn. Bởi Miền sẽ nói luôn về cái độc lạ và đặc biệt của chiếc xe này. Vâng, đầu tiên nó là mới kinh hàng nhập khẩu nguyên con thì chưa xa lạ gì, nhưng cái lạ và cái độc ở đây là cái màu, một cái màu khó có thể tìm được ra con thứ hai. Anh chị em bạn bè liếc qua nhìn kỹ cứ nghĩ ôi xe gì chắc dán trùng không có đâu. Tất cả đây đều được sơn 3D và sơn tinh tinh, và đặc biệt cái kiểu sơn này cực kỳ đắt đỏ luôn mọi người, không dễ gì và sơn ra được cái màu viền thế này đâu. Màu viền giống như cái nền của cái khoa hoặc nền của tường luôn nhá. Đó, cái này giống như lá mùa thu. Ek 150 hàng nhập khẩu nguyên con. Và độc lạ ở đây không chỉ ở ngoài cái dàn áo thôi, mà cái mâm này cũng cực kỳ độc và lạ luôn. Mọi người xem kỹ cho bé Miền nhá. Một chiếc mới kinh, hàng độc lạ và siêu đẹp ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn. Và quan trọng nhất, xe mới chạy đúng 2000 km nhá. Mọi người không còn quan tâm về km đâu, hãy xuống đây xem trực tiếp xem ốc tán này, dàn chân, dàn máy có đúng như lời em Miền nói luôn. Tiếc rằng là hôm nay do số lượng khách lưu bu tới bây giờ em Miền mới bắt đầu quay xe lại được nên là hơi tối một tí, nhưng mà xe thì cực kỳ đẹp, cực kỳ đỉnh của đỉnh luôn. Chiếc xe mang biển số 83X101082. Đó, và xe này là hiểu mới kinh 150, xe đẹp và liền lạc. Và ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn xin chốt giá để quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần một chiếc mới kinh, mới chạy đúng 2000 cây số mà thôi. Đặc biệt vô cặp mâm cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nhá. Quay kỹ mọi người xem luôn, màu cực kỳ độc và lạ luôn. Hàng nhập khẩu này xe chạy đúng 2000 cây, chưa một tí vết luôn. Và ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn xin phép bán chiếc mới kinh này để quý anh chị em bạn bè 35 triệu đồng. Nếu mọi người quan tâm một chiếc mới kinh, toàn bộ dàn áo in 3D cao cấp, xe mới chạy hơn 2000 cây số thì nhanh tay xuống đây chốt đơn ủng hộ em Miền với giá công khai để anh chị em bạn bè 35 triệu đồng. Xin lỗi mọi người, xe chạy 3995. Nói chung 2 với 3 ngàn thì cũng như nhau, nhưng mà mình cứ nói đúng sự thật nhá. Nhiều khi quên mọi người đó, xe rất đẹp luôn như xe mới đây này. Toàn bộ đây là in 3D cao cấp hết nhá. Anh chị em bạn bè quan tâm nhớ chốt đơn đúng không em Miền. Vâng, và đây một chiếc Quay RSX 110. Một chiếc xe dán keo nguyên con từ đầu tới chân, bánh căm thằng đĩa luôn. Đầu nồi còn zin, máy móc êm ru, thì thầm, không một vết lỗi lầm nào hết luôn. Chiếc xe mang biển 60C105990, Quay RSX 110. Đó, một trong những mẫu xe được rất nhiều anh chị em bạn bè quan tâm lựa chọn. Cái máy của nó thì bao nha mọi người ơi, bao đầu nồi zin, bao test, bao chạy thử nhá, với giá công khai 10.800.000 đồng. Và đây tiếp tục lại là một siêu phẩm. Vâng, trước màn hình của quý anh chị bạn bè, em Miền đang review một chiếc Footer mới chạy đúng 1000 km mà thôi. Em Miền phải nhờ cháu trai vì đẩy cái xe này sang bên này một chút xíu để có độ sáng hơn, quay kỹ cho mọi người được xem hơn nhá. Nam anh Nam ơi, con đẩy cái xe này lùi xuống đây tí. Và đây mình sẽ review con đẹp 135 côn tự động này trước. Một chiếc xe đầu nồi còn rin, tem rin theo xe, bánh mâm thằng đĩa, dàn chân, ốc tán rất đẹp luôn. Một chiếc xe khó để tìm chiếc thứ hai. 135 côn tự động, xe đẹp, đầu nồi rin đét theo xe. Biển số 68G142779 với giá đúng 19.500.000 đồng. Một chiếc đẹp, một càng côn tự động đăng ký cuối 2017 nhá. Dàn chân này, xe đẹp như xe mới, tem rin theo xe, màu đỏ đen ba màu. Đây là phiên bản 135 côn tự động. Nếu anh chị em bạn bè nào thực sự quan tâm xuống đây xem xe chốt đơn đúng không em Miền. Một chiếc xe phải nói cực kỳ đỉnh của đỉnh, đẹp nhá,
rất đẹp luôn mọi người, với giá 19.500.000 đồng một chiếc 135 côn tự động. Anh chị em bạn bè nào quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền, rất đẹp nha, đẹp từ đầu tới chân, không một lỗi lầm, không một tí vết nào luôn. Đó, rất đẹp, đầu nồi rin bao tét bao chảy thứ, 19.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm chốt đơn đăng ký cuối 2017, biển số suýt đẹp 42777, một chút xíu nữa 4777 này thì quá tuyệt vời luôn rồi nha mọi người. Đó, và tiếp tục đây em Hiền sẽ review chiếc scooter 1000 cây. Vâng, trước màn hình quỷ anh chị bạn em Hiền đang review một chiếc scooter đúng 1000 cây. Xe đăng ký tháng 12/2020, tức là xe mới chạy được có 1 tháng thôi. Đẹp không khác gì xe mới, biển số thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Nếu mọi người mua mới một chiếc xe biển số thành phố Di An, tỉnh Bình Dương phải dao động tầm khoảng 39-39.500, tại vì thuế ở thành phố Di An phải 5%. Đó, và ngày hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán 29.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè đang quan tâm một dòng scooter cọp 1000 cây chốt đơn đúng không em Hiền, với giá 29.500.000 đồng, biển số thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Mọi người lưu ý nhé, ở biển số thành phố thì mọi người mua thì thuế 5%, chiếc xe này phải rơi gần 40 triệu, còn nếu mọi người mua biển tỉnh thì tầm khoảng 35-36 triệu đồng. Và ngày hôm nay cho phép em Hiền chốt giá em xe này 29.500.000 đồng, một chiếc xe đúng 1000 cây. Ngày hôm qua là hôm nay là đã đi con đỡ đích 500 cây rồi. Đó, 500 cây đi, 1000 cây về đổi, phu trờ quá cọp luôn. Rất mới, rất đẹp luôn. Anh chị em bạn bè quan tâm nhớ chốt đơn ngay và liền cho Miền đi. Rất khi hiếm khi để tìm được những chiếc xe chính chú, một đời chú này. Xe mua về chưa chạy đưa ra bán luôn. 29.500.000 đồng. Xe chạy đúng 1000 cây số nha. Anh chị em bạn bè quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em nhé. Đó, biển số 61D2-10932, màu đỏ đô, một trong những màu rất nổi bật, hai chìa khóa rin theo xe luôn. Xe này thì cần gì nổ máy nhá, 1300 cây mọi người. Quá êm luôn, như xe mới. Mới chạy được chưa được tháng hay khác thì xe mới đâu. Và đây lại là một chiếc AB đăng ký tháng 8/9/2019 luôn. Một chiếc AB phiên bán chìa khóa thông minh cao cấp màu xanh kết hợp với màu bạc, đó, ốc tán bảy màu luôn. À, Tết cũng đã cần kề, anh chị em bạn bè tranh thủ sẵn cho mình một chiếc xe cũ để đi Tết nhé. Tất cả quý anh chị em bạn bè mua xe đều được test thử này, được chạy thử và thậm chí cho thầy thợ đến Tết luôn. Bên em Hiền phục vụ anh chị em bạn bè đến 30 mồng 1 Tết và hỗ trợ trả góp cho đến ngày 28 Tết, nên anh chị em bạn bè cực kỳ yên tâm nhé. Bây giờ nếu mình ưng con nào cứ chốt đơn gần Tết ra lấy cũng được nhé. À, đặc biệt có hỗ trợ ship toàn quốc luôn nha mọi người. Một chiếc AB 125 màu xanh đen, xe như xe mới, đẹp không một tì vết, không một lỗi lầm nào luôn. Và ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn chốt giá 32 triệu đồng một chiếc xe mang biển 38C1-32624 AB đời cuối 2019, xe đẹp không một lỗi lầm nào luôn. Xe này là cực kỳ đẹp, nếu anh chị em bạn bè đang có ý định mua xe cũ thì đây một lựa chọn cực kỳ sáng suốt luôn. Xe chạy được 8.511 km, hai gương rin theo xe luôn. Quý anh chị em, cô dì chú bác xa gần có những chiếc xe cũ nát lâu đời không đi, quay miền đối những chiếc xe đẹp hơn, tốt hơn bề để đi Tết thì không còn gì bằng, không còn gì là tuyệt vời hơn nữa nhá. Những chiếc xe phải nói cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ xịn sò luôn. Anh chị em bạn bè quan tâm nhớ nhanh tay xuống đây chốt đơn. Màu xanh kết hợp với màu bạc, một trong những màu khá đẹp, khá hot và khá liên lạc, khá tuyệt vời luôn. Anh chị bạn bè quan tâm nhanh tay xuống đây với em Hiền nhé. Đó, ngày hôm nay về quá nhiều xe đẹp nha mọi người. Rất rất nhiều xe đẹp đang có mặt tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi khuyến cho bạn bè nhé. Đó. Nam ơi, Nam mà đây. Bây giờ con phải đẩy từng con một rồi, chứ tại vì ở đây quay cũng được tối quá. Con đẩy lùi con phụ trợ để cho con kia lên để mở quay, xong rồi lại đẩy con khác vào. Đó, hôm nay hơi cực một tí. Em Hiền có một chiếc AB biển 47L131490 này. AB này là màu xanh nhám này. Đó, xe như xe mới luôn. Xe này là mới chạy được 2000 cây nhá. Mua mới là 59-60 triệu. AB 150 ABS phiên bản đặc biệt cao cấp nhất màu xanh nhám, một trong những phiên bản đẹp, độc và lạ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ở đây. Màu rất đặc sắc luôn. Xe mới chạy 2000 cây như xe mới luôn nhá. Và đây là màu xanh nhám nha mọi người, ốc tán như xe mới luôn.
Đó, quý anh chị em bạn bè cùng theo dõi nhé. Bên em Hiền vẫn hỗ trợ sang tên đối chú cho đến ngày tầm khoảng 28 Tết thì ngân hàng mình đi làm việc nhá. AB siêu đẹp 150 này, không một lỗi lầm nào luôn. Màu xanh nhám, tem màu vàng cực kỳ sang chảnh luôn. Để cho quý anh chị em bạn bè cô dì chú bác xa gần với giá 49.500.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền nhé. Và đây một chiếc Season màu trắng tinh khôi. Đó, bánh mâm thắng đĩa xe đẹp, không một lỗi lầm, không một tí vết nào nhá. Một chiếc xe quá xuất sắc luôn. Ốc tán bảy màu luôn nha mọi người. Đầu nồi bao rin, bao test, bao chạy với giá 14.800.000 đồng. Nếu quý anh chị em bạn bè quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền. Season đời mới nhà em Hiền cũng rất nhiều luôn. Đó, đây mặt nạ SH này, mâm đĩa này. Đây hai em luôn. Đó, keo còn dính ở xe này. Một em 23 triệu, một em 22.800.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè quan tâm nhớ xuống đây xem xe chốt đơn ủng hộ em Hiền. Chiếc xe mang biển số 76B146357, một em 77L1 80971 nhá. Còn em này là biển số 60C2 14248, 14.800.000 đồng. Và tiếp tục còn rất nhiều xe đang có mặt tại cửa hàng, mọi người cứ từ từ để cùng xem nhá. Tại vì do thời tiết rơi bị tối nên là em Hiền bắt buộc phải quay từng xe một. Có chiếc quay Alpha màu đỏ luôn nhé. Đó, và anh chị em bạn bè cùng tiếp tục theo chân của em Hiền những chiếc xe đây. Đầu tiên là một chiếc Winner X mang biển số 84B187823. Một chiếc Winner X đăng ký tháng 11-2020. Một chiếc xe màu đen nhám, phiên bản đặc biệt cao cấp nhất, 2 chìa khóa rin đeo xe. Xe chạy được 7.268 km nha mọi người. Một chiếc xe quá đẹp, quá chín trò tại xe máy Thanh Đoàn. Ốc tán bảy màu đẹp không tì vết nhá. Hiện tại Winner nhà em Hiền còn rất nhiều, anh chị em bạn bè cứ thoải mái xuống đây xem xe và lựa chọn nhá. Những chiếc xe như xe mới luôn. Đó, mua mới bây giờ 47-48 triệu ngày hôm nay tại xe máy Thanh Đoàn. Chốt giá em xe này để quý anh chị bạn bè 35 triệu đồng. Một chiếc xe cuối 2019 đẹp, không một tì vết, không một lỗi lầm nào luôn nhá. Em Hiền sẽ đợi thứ máy cho mọi người cùng nghe luôn. Quá đẳng cấp luôn mọi người. Ốc tán bảy màu xin trò luôn. Đẳng ABS cao cấp nhá. Đắt 2020 luôn mọi người. Và tiếp tục đây em Hiền có một chiếc AB125 phiên bản mẫu mới nhá. Đúng 2020 luôn, màu đen nhám này. Phiên bản đặc biệt cao cấp nhất của dòng AB. Cái xe 125 cực kỳ đẳng cấp luôn. Xe vừa lấy về chưa kịp rửa ra quay cho mọi người xem luôn. 68D165358 với giá 35.500.000 đồng. Với 35.500.000 đồng, anh chị em bạn bè sở hữu ngay một chiếc AB và phiên bản đặc biệt mẫu mới nhá. Cái này chìa khóa đâu con? Cái này chìa khóa cho anh Đoàn mới lấy về, chắc cất ở đâu đây mọi người. Đó, xe này thì chạy tầm khoảng 3.500 cây thôi. Phiên bản màu này là cũng màu đen nhám luôn. Đây là đời mới nhất nha. Và cái này là 125. Em Hiền có 150 thì giá tầm khoảng 40 mấy triệu. Còn cái này là 125. Đó, phiên bản màu đen nhám rất đẹp luôn. Đấy nha, có tem này. Có tem 2020 luôn. Xe ở đây là chưa rửa nha mọi người. Vừa lấy về chưa rửa luôn. Em Hiền có một chiếc quay Alpha đăng ký 2013. Đầu nồi còn rin nhá, màu đỏ này. Đó, xe thì dàn ngoài có trầy nhẹ đôi tí lơ thơ không đáng kế đâu. Tại vì xe mà đi lâu rồi mà. Đó, rất đẹp luôn. Chiếc xe mang biển số này 61D177089 nhá. Quay Alpha màu đỏ với giá công khai này 10.500.000 đồng. Đầu nồi bao rin, bao test, bao giải trí nhá. Quá êm luôn nha mọi người. Đó, và tiếp tục đây là một chiếc Jupiter. Jupiter nha mọi người, lưu ý Jupiter biển 83E1 20700. Jupiter màu đỏ đen. Đó, đời 2018 luôn. 18.500.000 đồng nhá. Xe đầu nồi bao rin. Rồi rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. Bao test, bao chạy thử nha, toàn bộ rin đét theo xe. Đầu nồi rin đét luôn nha mọi người. Và tiếp tục đây là một chiếc Surus màu đỏ đen RC. Đời cuối 2019-2020. Xe như xe mới luôn. 14.500.000 đồng. Anh đấy dùng con Jupiter cho cháu luôn. Biển số 37F2 59251, cuối 2019-2020. Đó, xe 14.500.000 nhá. Siêu phẩm đẹp như xe mới. Anh chị em bạn bè nhớ xuống đây xem xe. Chốt đơn cũng ngồi em Hiền. Ốc tán bảy màu luôn này.
Trời hơi tối, quay hơi mờ, mong anh chị em bạn bè thông cảm nha. Và đây một chiếc Jupiter đầu nồi zin, dàn ngoài có trầy nhẹ đôi tí lơ thơ, bánh mâm thằng đĩa này. Mẫu này là đăng ký cuối 2016 luôn. Jupiter cuối 2016 đầu nồi zin dàn áo có trầy nhẹ, biển số 84G135500. Và em Hiền chốt giá để quý anh chị bạn bè 12.800.000 đồng. Trời ơi, rất rẻ luôn. 12.800.000 đồng cho một chiếc Jupiter cuối 2016 màu đen, tem màu đỏ, đầu nồi zin, máy êm thì thầm, dàn ngoài có trầy một vài chỗ lơ thơ đôi tí không đáng kể nhá. Và tiếp tục mọi người ơi, một chiếc Novo mang biệt số 59X105416 với giá để quý anh chị bạn bè 7.800.000 đồng. Xe đầu nồi còn zin và mẫu này là mẫu đời sau nhá. Đấy, rất đẹp luôn, tem vua luôn này. Đó, mâm này mâm màu đồng, một trong những phiên bán độc lạ này. Đó, tem zin theo xe, đầu nồi bao zin, bao mọi người test, bao mọi người chạy thử trước khi lấy nhá. Đó, em Hiền sẽ đề thử máy cho mọi người cùng nghe luôn. Phải bọc thắng lên này mới đề nhá. Đây, quá đẹp luôn mọi người nha. Chốt đơn nha, toàn bộ tem, nước sơn, đồ zin đét này. Quay đến đâu đẹp đến đó nhá, với giá công khai 7.800.000 đồng. Và đây một chiếc Vision phải nói cực kỳ đỉnh của đỉnh này, 61D1 41825, màu đỏ đô này. Xe rất là đẹp luôn mọi người, màu đỏ đô, dàn chân ốc tán bao đẹp, bao thuốc bao chạy luôn. Đó, xe hai gương zin theo xe này. Đó, Vision đời đầu màu đỏ đô, phiên bán độc lạ đẹp luôn. Đó, dàn chân trắng tinh khôi, nước sơn zin đét luôn mọi người, màu đỏ đô với giá công khai đúng 14.500.000 đồng. Đó, hơi tối một tí nhá, quay hơi tối một tí nha mọi người. Vision nha, 14.500.000 đồng. Ai quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền. Một chiếc Basic Thái này, 23.500.000 đồng, màu vàng đồng, xe đầu nồi còn zin. Đó, và ngoài ra tại cửa hàng em Hiền còn rất nhiều xe nhá. Winner chỉ với 22.800.000 đồng, màu trắng xanh, đầu nồi còn zin. Ở đây còn một cặp Acelo em màu xanh 11.500.000, em màu đen 14.800.000 đồng. Ôi trời ơi, không yêu xin đừng nói lời cay đắng, lâu lâu ta mới gặp được những chiếc xe đẹp như thế này. Một chiếc xe không cần rửa luôn, móc tán của nó đẹp như mới luôn. 14.800.000 đồng cho một chiếc Acelo, cọp của cọp, siêu của cọp luôn. Đấy, lăn lê bò trườn cho mọi người xem này. Tìm đâu ra những chiếc xe cũ mà nó đẹp thế này mọi người ơi, siêu của đẹp luôn nhá. Ai quay kỹ cho mọi người xem từng chi tiết một này, xem tìm ra lỗi lầm nào không nhá. Acelo 14.800.000 đồng. Nếu quý anh chị em bạn bè nào quan tâm nhớ chốt đơn ủng hộ em Hiền. Chiếc xe phải nói đính của đính và đẳng cấp của đẳng cấp, 61C174940. Acelo siêu cọp 14.800.000 đồng, không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Một chiếc hẹc với giá chỉ có 29.800.000 đồng, không mua còn chần chừ chờ ai nữa mọi người ơi, rất chi là rẻ luôn. Jupiter siêu cọp này, màu xanh đen 18.500.000 nhá, dàn chân nóc tán như xe mới luôn. Đó, rất đẹp. Biển số của con hẹc này 66N137567 với giá 29.800.000 đồng. Winner 32.500.000 đồng. Mọi người còn rất nhiều xe ở đây tại xe máy Vĩnh Đoàn để anh chị em bạn bè tham khảo lựa chọn. Sonic Rider có hết nhá. Nếu mọi người đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, đừng quên xe máy Vĩnh Đoàn. Địa chỉ số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nhá. Đó, xe đi rất nhiều, xe lại về, xe đi rồi xe lại về, không khi nào hết xe, nên mọi người yên tâm. FI biển 676Z18270, đầu nồi còn zin, dàn áo đẹp long lanh. Đó, với giá 19.500.000 đồng. Đó, một chiếc gian đất siêu cọp cọp luôn này, rất cọp luôn, 21.500.000 đồng. Xe mới chạy được 2.000 cây, cây ông nguyên con đẹp như mới nhá. Đặc biệt AB125 nhà em Hiền còn ngập nhà luôn. AB Vision S-Track có hết nhá, Vario có luôn, xe số xe tay ga có hết mọi người. Rất nhiều xe đang có mặt tại cửa hàng xe máy Vĩnh Đoàn, đang chờ anh chị em bạn bè xuống đây mua, xuống đây tham khảo, xuống đây trao đổi xe nhá. Cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè luôn đồng hành ủng hộ xe máy Thanh Đoàn, luôn dõi theo xe máy Thanh Đoàn mỗi ngày. Chúc mọi người buổi tối thật nhiều niềm vui, an yên và hạnh phúc nhá. Bây giờ chắc em Hiền xin phép dừng lại.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong mặt bè những clip tiếp theo nhé.